trượt lâm lây các anh sử dụng kẹp có cán hay là kẹp tròn này. Bên sở em hiện tại đang làm về 3 cái dòng kẹp bẫy chuột đánh hiệu quả nhất để phục vụ các bác anh nhà mình. Giá siêu rẻ nhá, chỉ mấy nghìn đồng thôi. Các bác nhà mình đã mua với cái giá tại xưởng rồi. Còn bác nào chưa biết cách gài thì em sẽ hướng dẫn các bác cách gài. Và giá tiền của nó là bao nhiêu thì em sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt được ngay nhé. Về một cái kẹp phổ thông thì sẽ là mẫu kẹp tròn này là em đang bán nhiều nhất. Về phần bầu dục này của nó là 9cm này, bề này. Còn bề ngang này của nó thì rơi vào tầm độ 7cm. Và với cái dòng thép thì em đang thiết kế một cái mẫu thép đặc biệt để các bác nhà mình mua một lần sử dụng nhiều năm. Đấy, và với vành của nó thì cũng là một cái vành thép siêu là chắc khỏe nhá. Và các bác lưu ý này, bàn đĩa thì sẽ phải là bàn đĩa hai lỗ hai chốt chấm như này thì các bác nhà mình đánh mới hiệu quả. Cách gài như nào thì em hướng dẫn các bác luôn. Đây, như các bác nhìn đây thì em đã gài cái có cán này, cái tròn và cái bán nguyệt. Và với cách gài thì đây nhá, các bác nhà mình này giẫm cái phần tai này xuống. Đấy, bửa cạnh này ra. Và đây là cái lẫy này thì các bác nhà mình có thể chỉnh. Ví dụ như nó ép sâu quá thì mình có thể bẻ dịch ra. Đấy, và nó mà rộng quá thì mình có thể bóp vào. Dễ lắm các bác ạ. Và cái kẹp này thì đây là một cái dòng mà các bác nhà mình đi bẫy chuột đồng hiệu quả nhất. Đấy, các bác thấy không? Em gài rất chi là dễ. Cái này thì các bác nhà mình sẽ đặt ở lối đi của con chuột nhá. Thì trong cái mùa bẫy chuột đồng này thì cái kẹp này là em đang gửi cho các bác nhiều nhất. Bẫy hiệu quả vô cùng luôn. Và khi đã đánh được chuột đấy nhá, các bác nhìn cái mức độ kẹp của nó này, con chuột nó giẫm vào đây. Đấy, các bác thấy không? Nó sẽ kẹp ngay chân con chuột vào như này, nhưng con chuột của các bác sẽ không bị chết khi mà nó kẹp chân như này đâu nhá. Đấy, cho nên đánh chuột đồng về là chuột đồng vẫn sống nguyên, để thịt, để bán thì rất chi là ok. Bác nào đánh giải trí đánh độ 10 cái cũng alo tới em, còn bác nào mà đánh mà số lượng nhiều nhá thì cũng alo tới em. Bởi vì giá của nó chỉ có 8.000 đồng một cái thôi. Mua từ 10 cái là 80.000 đồng cho một chục. Và các bác thì mình mua số lượng nhiều hơn thì cứ alo để thương lượng giá nhé. Đấy, còn về tới dòng kẹp này thì đây là các bác gọi là cái kẹp tròn. Còn đây là cái kẹp có cán này các bác này. Đây là cái kẹp có cán. Đấy, kẹp có cán thì đây nhá, em cũng dương một cái như thế này rồi, rất chi là dễ sử dụng. Đấy, còn về kẹp bán nguyệt thì sao? Kẹp bán nguyệt đây các bác này. Cái kẹp bán nguyệt thì là dòng kẹp đa năng. Các bác nhà mình vừa bẫy chim, bẫy chuột, bẫy cò, bẫy vàng là cái kẹp bán nguyệt này. Đấy, và cái này thì em đã chế đĩa rồi nhá. Có một loại chưa chế đĩa. Đây là một loại chưa chế đĩa này. Chưa chế đĩa này là nó là hàng to đẹp, lò xo đẹp nhất. Ví dụ các bác một loại một nó chỉ là 80.000 đồng một chục thôi. Cái vành đai của nó đây là vành đai thép siêu cứng luôn các bác ạ. Lò xo siêu khỏe. Đấy, cái này sẽ có loại có răng và loại không răng. Các bác sử dụng loại có răng. Đấy, loại này là loại có răng, là giá của nó là 100.000 đồng cho một chục ấy, chưa làm bàn lưới. Yêu cầu em làm bàn lưới thì em sẽ làm cho các bác hết nhé. Đây, các bác nhìn những cái em làm bàn lưới rất chi là đẹp như này là cái không răng. Về dòng kẹp này thì hiện tại em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Bác nào xem được video này hãy xem thật kỹ xem mình ưng mẫu nào. Và các bác nhà mình đã xem được với cái giá tại xưởng làm ra cho nên là rất chi là rẻ luôn, rẻ cực luôn. Và dòng thép này lại bền, mua một lần sử dụng nhiều năm, sử dụng lâu năm luôn. Đấy, các bác mình cứ liên hệ trực tiếp tới em. Còn khúc mắc gì mà chưa hiểu, chưa biết cách bẫy, liên hệ để em sẽ tư vấn các bác nhiệt tình về tất cả những dòng kẹp bẫy thú, kẹp bẫy chuột, bẫy chim, bẫy cò, bẫy vạc, dòng kẹp đa năng. Đi rừng có thể bẫy chuột rừng, bẫy sóc đất bằng những dòng kẹp này. Rất cảm ơn các bác anh em đã theo dõi video nhé. Và anh nào mà đang quan tâm thì nhớ cho em xin một like, nhấn chuông và nhấn ngay vào đăng ký kênh để xem em đưa tới các bác anh rất nhiều những cái sản phẩm hay cho qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác anh đã theo dõi video ạ.